con thấy được sơ gọi là sơ tuyên quý ngày cũ ngày xưa của con, ôi sơ Hải lâu lắm rồi con mới gặp sơ, con chào sơ và chúc sơ sức khỏe nhé. Chúng tôi lâu lắm rồi cũng được gặp sơ. Với mà tôi chỉ một tiết mục nữa thôi, chỉ một tiết mục nữa thôi sẽ bước qua cái phần là các cha tuyên quý sẽ chúc thọ cho các cụ quý vị trên 70 tuổi. Và để ban tổ chức biết sơ sơ ra tối hôm nay chúng ta có bao nhiêu người không ạ? Con xin phép mời các bạn quý cụ quý ông bà nào mà trên 70 tuổi giơ tay lên cho con thấy được không ạ? Trên 70, đương nhiên là con sẽ không check, con không có check ID rồi, nhưng mà cứ trên 70 thì mình giơ tay lên nào. Vừa cao tay lên với mắt nhang lên thế nào đây. Rồi, anh ơi, kẻ băng lạnh của 70 nó bỏ tay luôn không? Rồi, trên 70. Rồi bây giờ, ai trên 80 thì giữ tay lại, mà dưới 80 thì bỏ tay xuống ạ. Cũng một vài bàn tay thôi. Rồi ai trên 90 thì giữ tay lại, dưới 90 thì bỏ tay xuống. Hình như nó thấp bên này, chứ còn có hai bàn tay thôi. Có ai trên, có cụ ông ngồi đây, bà số bao nhiêu nhỉ? Bà 98 tuổi. Ủa rồi, một ngàn bước ngay cho cụ 98 tuổi. Có ai hơn 98 tuổi không? Có cụ nào ngồi đây trên 100 tuổi nữa mà. Dạ cái đó cơ của chị thôi, chị bỏ tay xuống cho em đi. Chị có thật, chị còn trẻ băng rồi, chứ 100 tuổi qua không ạ? Vâng, cứ đà này con nghĩ là đây là 34 năm nữa mà mình tổ chức là trên 100 tuổi không rồi. Con xin mời quý vị nào mà trên 70 tuổi, quý vị sau một tiết mục nữa chúng ta sẽ bước qua một chút thọ, xin được cảm ơn. Còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hướng sân khấu mời nhân luôn chào đây cho phần trình diễn của giáo đoàn Matt Fisher. Xin kính chào tất cả quý vị. Linh Quý xin chúc cho quý cha, quý sơ một năm mới đầy tràn đầy hạnh phúc của Chúa. Và xin chúc cho tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Thank you.
Xuân yêu thương.